Trả lời phỏng vấn, Tổng thống Biden cũng cho biết ông vẫn chưa rõ các cuộc tranh luận sẽ diễn ra theo hình thức nào và đề ngỏ khả năng ba cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp theo truyền thống có thể sẽ diễn ra dưới hình thức khác trong năm nay. Phản ứng sau tuyên bố trên của Tổng thống Biden, cựu Tổng thống Donald Trump ngỏ ý rằng hai bên có thể tranh luận luôn tại Michigan trong cuộc vận động tranh cử vào tuần tới, hoặc thậm chí có thể sớm hơn là ở thành phố New York. Hiện Ủy ban tranh luận Tổng thống đã lên lịch tổ chức ba cuộc tranh luận vào tháng 9 và tháng 10 tới tại Texas, Virginia và Utah.